Xin chào anh em, lại là mình nha. Hôm nay mình sẽ bàn tiếp một vấn đề khác cũng cực kỳ quan trọng, đó là đá mài. Thì hiện tại trên tay mình có một viên đá mài Nhật hai mặt với độ grit khác nhau. Thì viên này mình hay bỏ túi và bỏ ba lô để mang theo khi khi cần nhu cầu linh động. Thì ngày trước mình hay nghĩ là sử dụng rìu thực sự là không cần thiết phải mang theo một viên đá mài như vậy, nhưng mà hóa ra cái đó là một quan điểm sai lầm. Tại vì sẽ có những lúc mà cái rìu của bạn có tai nạn, là hơi có lỗi đi, thì nó sẽ bị mẻ hoặc là vênh một cái gì đó tí xíu. Thì với một cái cây đá mài cơ bản như thế này thôi là các bạn có thể xử lý được những cái vết đó. Thì sau này hầu hết là trong những cái lần đi cắm trại hoặc là đi tập rìu các thứ thì mình đều có mang theo một viên đá mài nhỏ như thế này. Vậy thì nhưng mà đây cũng không phải là cái vấn đề mình muốn nói chính ngày hôm nay, mà cái mình muốn nói là vấn đề làm sao để mình có thể chọn được cái viên đá mài được xíu để chúng ta sử dụng. Vậy thì nên chọn đá mài tự nhiên hay là chọn đá mài công nghiệp, và những cái đá mài đó nó có ưu điểm gì khác nhau, thì chắc chắn tới một lúc nào đó thì anh em sẽ phải tìm hiểu về vấn đề này, và chắc chắn là sẽ rất là đau đầu. Và mình đảm bảo luôn, rất nhiều anh em đang xem clip này đã từng đóng học phí rất nhiều. Tại sao lại gọi là đóng học phí? Đó là một cái cụm từ nó vui thôi ha, nó ám chỉ giống như là việc mình lãng phí tiền vô ích vô những cái món đồ mình không sử dụng được, hoặc là nó không đúng với ý hoặc là nhu cầu của mình. Thì cái đó là anh em hay truyền tai nhau gọi là đóng học phí ha. Và bản thân mình cũng là một người xuất phát từ ngành bếp ha, tất nhiên là tiếp xúc với cái việc mài dao cực nhiều. Trước khi mình tiếp xúc với những cái môn chơi như là dao thuốc cô hay là sử dụng rìu thì mình đã biết về mài rất nhiều rồi, thậm chí là sử dụng đá mài xịn cũng nhiều. Nhưng mà quay trở lại vấn đề như nãy mình nói là tại sao đến bản thân mình cũng đóng học phí. Để cơ bản thôi, thì cái gì lạ và không biết thì hầu hết là mọi người sẽ phải trải nghiệm và thử, đúng không? Cái này không phải là sai. Mình biết mình sai rồi mà mình đâm đầu vô thì cái đó mới gọi là sai. Còn hầu hết á, cái việc bán đá mài ở Việt Nam thì mình thấy toàn là bùa phép hết. Vì sao? Vì mình đã tốn cả gần 1 triệu bạc, mình mua rất nhiều đá tự nhiên, đá mài Bùng rồi đá mài Thanh Hóa rồi đá mài tùm lum hết, có cả đá mài Hải Dương nữa, mình mua về mình sử dụng. Thì hầu như trong cái số đá đó mình mua chỉ sử dụng được có khoảng chừng 6-7% cái số đá mình mua được thôi. Vậy thì cái tiêu chí mà gọi là sử dụng được của mình nó nằm ở đâu, thì dùng cái tiêu chuẩn nào để đánh giá? Cái này nói thẳng ra là cũng không có một cái tiêu chuẩn rõ ràng nào cả, mà nó theo cảm tính cá nhân là nhiều. Bởi vì những anh em, thí dụ mà anh em mài dao cắt sushi nhu cầu khác, ví dụ như mình mài rìu thì nhu cầu đá nó sẽ khác. Chứ những anh em mài bếp gia đình nhu cầu khác, rồi những anh em xài bếp xài dao bếp thì truyền thống, thì cái cách sử dụng đá cũng khác nhau và chọn loại đá cũng khác nhau. Trong số những viên đá mài mà mình đã mua ha, những viên mình đang nói gọn với những viên đá mình mua ở Việt Nam và nguồn gốc xuất xứ là viên đá từ Việt Nam ha, thôi ha. Đá Nhật mình sẽ bàn sau. Thì những viên đá mà mình được quảng cáo là đá mài Bùng thì hầu hết là đều sử dụng không được, chỉ có riêng một viên đá mà mình mua từ cái kênh Tiểu Du Nhi Dao Phúc Sen Cao Bằng là mài rất ok, và một viên khác là mình mua ở Shopee lâu lắm rồi, rất là nhỏ, một viên bé xíu này người ta bán tới 250 lần nha các bạn, bé xíu thôi mà hả, chỉ có hai viên, hầu như chỉ có hai viên đó là mài được thôi, còn những viên còn lại mài nó không có ăn thép, mài nó trôi tuồn tuột
sẽ mình biết sẽ có những bạn vô nói là mình mài dao Nhật, mài rìu cứng này kia không ăn, cái đó không phải nha. Mình dùng chính cái dao truyền thống để mình mài luôn nha, cũng không được luôn. Có những viên họ quảng cáo với mình là 1.000 rip với 500 rip rồi cái gì 4, 5, 6, 7, 8.000 rip. Mình nói thiệt các bạn hãy quên luôn những cái con số đó đi, tại vì chả bao giờ mà đúng được. Một phần là do đá tự nhiên, khó chính xác được và đồng đều là rất khó. Thứ hai nữa là kiến thức của người ta liệu đã chuẩn chưa đó. Rồi bây giờ quay trở lại thì mình nói, thì nếu như mà các bạn đã xác định sử dụng đá mài chuẩn thì mình khuyên thật các bạn luôn là nếu như mà điều kiện tài chính các bạn ổn thì các bạn mua hẳn những viên đá kinh các bạn xài luôn, rất ngon. Thương hiệu đó thì khỏi cần nói ha. Hoặc là mua cái hiệu Sharpstone cũng ok. Còn cái hiệu mà Naniwa gì á, mình thấy cũng là Nhật á, nhưng mà thấy mài cũng bình thường à, cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng dao bếp gia đình thì được đấy, nhưng mà chuyên nghiệp thì mình vẫn nghĩ các bạn nên sử dụng Sharpstone hoặc là đá kinh. Và có một cái loại đá trôi nổi ở bãi nữa là đá lõi trong gia công của Nhật, thì những viên đó thì các bạn phải lựa thôi, chứ thực sự mà nói thì cũng có viên được viên không, cũng có viên nó rất là trơ và dở, viên nó xài thì cũng ngon lắm nhưng mà nó bị lỗi hạt mài á, nhiều khi đang mài nó khực cục á, bị vấp dao. Thì nếu như mà các bạn mài những con dao quá tinh tế hay cần được sắc bén cao thì cái mài cái đá đó không được, tại vì vấp nó sẽ mẻ dăm con dao của mình ha. Và khi sử dụng những con cục đá mà có xuất xứ là đá tự nhiên từ Việt Nam á, mình thấy không có đạt, tại vì mài đó đâu có ăn thép đâu và số rít của nó thì tùm lum hết á. Có những viên mình đặt lần đầu thấy được, xong mình đặt lần thứ hai cái tự dưng giao cho mình viên đá mắc cười đó các bạn, sợ không khác gì cục bê tông hết á. Mà các bạn nghĩ đi, bê tông mà mài gì, các bạn nghĩ thử coi, mình mua đá mài mình đâu phải mua bê tông mà mài đâu. Ta gọi là đá mài dao thì nó phải mài được dao đúng không? Bây giờ đá mài dao mà mài không được dao các bạn gọi nó là gì? Mà nha, có những cục đá mình cầm lên là mình thôi mình biết mình dính thuốc rồi đó. Tại sao? Trời, các bạn, nó có nguyên phân tử cát luôn, nhìn thấy rõ hạt cát luôn. Có nghĩa là người ta đang đúc cho bạn một cái cục bê tông từ cát đó, rồi bán cho bạn đó. Nói thiệt chứ mà làm cỡ đó thì tự tôi làm cũng được, không có cần phải đi mua vậy ha. Nhưng mà có những viên đá tự nhiên, đúng là đá tự nhiên, nhưng mà các bạn biết mài vô nó cảm giác nó trơ, nó cứng ngắc luôn, đẩy nó không đi, không biết phải nói gì sao bây giờ để mà nói những cái đó. Xong rồi mình có liên lạc lại với người bán thì họ nói là cái viên đó chỉ để mài hoàn thiện các kiểu, nói chung là người ta sẽ không nhận cái trách nhiệm và lỗi về người ta đâu. Cho nên là mình khá là chán nản khi nói về vấn đề đá tự nhiên ở Việt Nam ha. Cho nên là mình đã quyết định ngưng và hầu như không sử dụng đá tự nhiên Việt Nam nhiều nữa. Và kể cả những kênh rất là nổi tiếng như là kênh Tuấn Diệu á, người ta cũng đã ngưng khai thác đá tự nhiên rồi và chuyển sang sử dụng đá công nghiệp hết. Thì ưu điểm của đá công nghiệp là giá thành của nó tốt và cái hiệu năng của nó là cao. Và quan trọng nhất là các bạn sẽ biết được cái viên đá các bạn mua độ grit nó bao nhiêu. Đó mới là cái quan trọng nhất. Và người ta bảo hành cái trách nhiệm, người ta xây dựng cái thương hiệu đâu thế nào đánh đổi nó vì một cái vài đồng bạc lẻ được đó, điều đó mình chắc chắn. Với một cái viên đá nữa mà mình vô tình mình phát hiện ra là đá này đá Trung Quốc thôi nha, thậm chí có những cái nó dập những cái tên Nhật vô, nhưng mà mình nghĩ không phải, tại vì giá nó bán rẻ lắm, bán có 60.000 cho tới 120.000 một viên tùy loại. Và cái độ grit của nó ghi lúc thì 3.000, lúc thì 8.000, 5.000 và 10.000 tùm lum hết. Nhưng mà thực ra cái độ grit của nó không có đúng. Mình mua thử 6 viên á, khác nhau,
thì mình thấy mày nó na ná nhau á, có viên 3.000, 8.000 đúng không? Thì cái mặt 8.000 mình cảm thấy nó thô hơn cái mặt 3.000, rất là tầm bậy. Nhưng mà được một cái là sao các bạn biết không? Nếu như mà sử dụng cái đá đó để mài phá rất được nha, tại vì nó ăn thép vô cùng, bào thép rất tốt. Thì bây giờ thay vì các bạn bỏ ra 250 hoặc 200.000 các bạn mua một viên đá tự nhiên Việt Nam mà các bạn không hề biết được chất lượng của nó tới đâu, chắc gì mà đã xài được. Mà đá mà trơ cứng kiểu đó xài nhiều khi tới đời con cháu chắc mình mài cả hàng ngày luôn còn hết luôn, chứ đừng có nói. Mà đâu có nhu cầu mua viên đá xài lâu vậy đâu, đá phải mòn mình mới thích à, chứ còn đá mà không mòn là không ưng. Rồi bây giờ xong vấn đề đó, bây giờ mình sẽ nói về viên đá Hải Dương. Vậy thì viên đá mài Hải Dương xài có được hay không? Thì ở nhà mình có hai viên, một viên lớn một viên nhỏ. Thì xưa giờ thì mẹ mình bả xài viên nhỏ thì bả vẫn thấy được, không vấn đề gì. Bản thân mình thấy cái viên nó cũng được. Thì qua cái viên lớn thì mình mài cảm giác nó vẫn hơi trơ. Nhưng mà nếu như mà các bạn mài dao chợ hoặc là mài dao truyền thống, ví dụ như là dao đa sĩ, dao hậu lộc, tiến lộc, hoặc là dao phúc sen. Phúc sen thì mình thấy thì có con mài được, có con không nha. Thì hầu hết là những cái loại dao truyền thống của các làng nghề là mình thấy mài được hết á, chứ không đến nổi. Cho nên là nếu như mà tài chính các bạn không mạnh lắm, gọi là yếu yếu xíu đi, thì nên mua đá Hải Dương dùng, hoặc là đá mấy cái đá phết của Nhật á, như mình nói á, dùng cũng được. Thì sau khi mà quay xong cái shot ở đây, mình sẽ lên cái shot đó và cho các bạn xem những viên đá đó như thế nào ha. Và mình sẽ mô tả chi tiết nó sau. Còn nếu như điều kiện các bạn, điều kiện tài chính của các bạn tốt hơn một chút, thì nên suy nghĩ tới cái vấn đề mua đá Nhật bãi về dùng ha. Cũng rất là ngon. Cố gắng kiếm những viên nó chỉ bị theo dạng lỗi hạt mài á, các bạn mài sẽ rất là ngon. Chứ đừng mua những cái viên mà nó bị cái dạng bị chai nha. Bị chai là mài không được đâu. Tốt nhất là nên mua ở những nơi người ta cho phép các bạn đổi lại. Và nếu như mà điều kiện tài chính của các bạn tốt thì không có gì để nói, cứ mua đá xịn chuẩn hãng về xài thôi, chả còn gì phải chê và bàn hết. Và mình đã quay trở lại cái phòng mình hay review đồ đạc ha. Thì shot này mình sẽ nói về cái viên đá, mình sẽ giới thiệu với các bạn viên đá phích và một vài viên đá bãi và một số cái thông tin để một số thông tin lưu ý để các bạn lưu ý khi chọn cho mình viên đá phù hợp ha. Đối với đá Nhật bãi, không phải cái viên nào nó ra bùn nhiều là tốt, hoặc là cái viên nào mà các bạn mài nó ăn càng ăn thép càng tốt, nó chưa chắc. Cái việc mà viên đá nó ăn thép thật tốt á, nó chỉ hiệu quả khi mà các bạn là một người sử dụng chuyên nghiệp, hoặc là các bạn cần mài dao chuyên nghiệp. Còn với những người dùng phổ thông, thực sự mà nói thì kỹ năng mài chưa thực sự tốt, thì việc một viên đá nó quá ăn thép mà các bạn cố sử dụng nó thì nó sẽ gây hại cho con dao của bạn nhiều hơn là có lợi ha. Trong clip này mình sẽ mài demo bằng hai con dao, là một con dao của làng rèn Tiến Lộc Hậu Lộc ha, và một con Global hàng Nhật bãi. Thì con này nó bị lỗi cái độ HRC cao hơn tiêu chuẩn, tức là con này độ cứng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng chừng từ 60 tới 62 á, rất là cứng. Như ở đây các bạn có thể thấy thì mình có một viên nó ghi là hiệu Katashiwa gì đó của Nhật, nhưng mà cái này chỉ là độ fit thôi nha các bạn. Thì ở một cái là độ grit 10.000, 5.000, với một cái độ grit là 3.000 và 8.000 á. Và đây là hai viên đá Nhật bãi, thì viên này là một viên phá. Mình đoán chừng độ rít của nó thì rơi tầm khoảng 600,
cho tới 800. Mà một viên hoàn thiện xóa xước giai đoạn giữa thì viên này mình án chừng nó là khoảng chừng 1.000 cho tới 1.200 ha. Giờ đầu tiên mình sẽ thử trước và cái viên đa phết ha. Rồi thì trước khi sử dụng các bạn nhớ ngâm viên đá nó 15 phút ha, ngâm cho tới khi nào mấy cái hạt bong bóng mà nó hết rồi đó thì mình có thể bắt đầu mài. Thì viên này như các bạn thấy thì nó một mặt nó ghi 8.000, một mặt nó ghi 3.000, nhưng mà cái thực tế mình sử dụng mình thấy nó khá là thô và độ rít nó không đúng lắm. Rồi dao truyền thống nha, hơi cập gần. Nước các bạn đừng có cho nó nhiều quá ha. Thì khi mài á, là chủ yếu là các bạn sẽ mài nó bằng cái bùn nó ra ở đây. Khi bùn nó ra nhiều mình đừng có xối nước đi, hoặc là mình gạt nó đi ha. Thì cái bùn chính là cái mà nó làm cho con dao này nó bén. Thấy ha, 8.000 nhưng mà nhìn vết xước của nó thì không phải là 8.000 đâu, vết xước nó thậm chí mình nghĩ là chưa tới 1.000 luôn á. Rồi tiếp tục với mặt đá đỏ ha. Mấy cái thông số ở đây thế là ghi cho vui thôi, chỉ cần thế thì chả đúng một tí nào hết, nhưng mà cái độ bào thép của nó thì ổn. Mình có thể mua nó dùng như một viên mài xóa mài sức nhẹ cũng được, trước khi đưa vào hoàn thiện chính ha. Rồi mày ha, thấy còn bệnh hơn trắng luôn. Rồi bây giờ viên này mình sẽ thử với đá Nhật, độ cứng cao hơn ha. Khô quá à, các bạn phê nó một tí nước thôi là được ha, đừng cho nước quá nhiều. Khi mài các bạn cố gắng mài hết bề mặt đá thì khi mình xử lý làm phẳng lại nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn chỉ tập trung các bạn mài ở giữa thôi thì nó lõm đá lắm, nó làm hỏng cái góc con dao của chúng ta. Ok lắm, mình đã test nhiều rồi. Tiếp qua mình qua cái viên mà nó thông số nó độ mịn cao hơn. Đây, mặt 5.000 rồi nha.
khá là trơn, mặt này hơi chai. Mặc dù đây là một con dao truyền thống nhưng mà nó cũng cứng lắm nha các bạn, không phải đá nào nó cũng mài được đâu. Mặt này có vẻ hơi trơ. Đây mặt 10.000. Nhớ là quá trình các bạn mài xong thì cái mặt sắt nó động ở trên cái mặt đá này, nhớ mài đi, nhớ dùng viên khác cà đi nhé, đừng để nó lưu. Cái này đợt trước mình quên cái nó ố xét, thì cái mặt nó sẽ làm cho viên đá của mình nó chai hơn á. Con dao này các bạn nhìn nó sẽ thấy rõ hơn. Con dao này thì độ cứng của nó cao hơn một chút. Kể cả con dao này thì cái mặt thép nó ra vẫn rất là tốt, không vấn đề gì cả. Rồi, thử cắt qua giấy ha. Cái này có thể là mình phải loại bỏ ra bìa nó một chút. Lại ha. Và đỡ hơn chút, có nghĩa là phải lít bao bia thêm đấy các bạn. Thường dao truyền thống của nước mình á, các bạn mài xong hầu như là bao bia nó nhiều lắm, nên là mình phải thêm cái công đoạn lít bao bia nữa. Đa phần mà hầu hết các dao chúng ta mài là cũng đều phải có cái bước này hết đấy, thì mà dao nó xài mới ngon, cắt mới êm được. Nhưng mà nếu như mà các bạn thường xuyên phải cắt thịt hoặc là sử dụng cái cường độ cao thì mình nghĩ cái ba vía này nó lại hiệu quả. Tại vì nếu như mà giữ cái ba vía này cắt nó bén hơn dao bình thường rất là nhiều, mà nó lâu cùng hơn nữa. Rồi, thử lại lần nữa ha. Rồi, êm hơn rồi ha. Nhưng mà vẫn hơi vấp một tí xíu. Nhưng mà cỏ này là sử dụng ok rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua hai viên đá Nhật Bãi ha. Đây, thông tin của nó đây. Mấy cái này ghi cho vui thôi chứ nó không hề chuẩn xác đâu ha. Rồi, kế tiếp là một viên đá mài phá của Nhật, không biết là hiệu gì. Đá mang tiếng là đá mài phá, nhưng mà đá của Nhật nó vẫn cho một cái bề mặt nó đẹp hơn nhiều ha. Nè, các bạn thấy không, nó bóng hơn hẳn so với cái đá Trung Quốc.
của cái mấy cái viên đá phá của Nhật á là nó hao đá rất là ít. Rồi với lại thường ấy thì mình giao bếp gia đình thì mình hay sử dụng những cái viên mà nó không quá mềm, nó phải hơi cứng xíu. Tại vì đặc điểm của cái dao bếp mà thông thường á là nó không có được độ cứng cao như những dao bếp gô chuyên dụng ha. Thì mình không có cần phải sử dụng viên đá nó quá là ăn thép cỡ đó. Giống như nãy mình nói á, nhiều khi mình sử dụng như vậy nó phản tác dụng, như nó cũng không có làm con dao mình tốt hơn. Tại vì đặc thù của mài gia đình là chúng ta có thời gian để mài từ từ, và dao của chúng ta cũng không phải là những con dao quá xuất sắc, thì có vậy là đủ rồi. Đây ha, rồi đây ha, bóng hơn khá là nhiều so với viên đá Trung Quốc. Dao này thì qua đá Trung Quốc thôi là đã cắt được giấy rồi ha. Thì cái chuyện mà qua đá này cắt giấy thì chả phải là vấn đề gì lớn đâu. Mặc dù những viên này nó thô hơn nha. Đó. Các bạn nhìn thì có vẻ trơ vậy thôi, chứ nếu như mà áp dụng cho dao bếp bình thường thì nó ăn hơn như vậy rất là nhiều á. Tại như mình nói con dao này nó cứng lắm ha, tại vì đây là lỗi nhiệt luyện, nó cứng hơn bình thường. Con dao chính hãng nó chỉ có 58 thôi, HDC, nhưng mà con này có thể lên tới 62 lần, nó cứng lắm. Con này cũng vậy ha, mặc dù là dao truyền thống nhưng mà độ cứng không hề đơn giản đâu ha. Rồi. Đấy. Đây, các bạn có thể thấy là cái độ bóng của nó được vượt trội ha. Này chỉ cần mình đều tay hơn và mình chú ý chỉnh chu hơn thôi là lưỡi dao rất là đẹp, không cần phải đánh sắp lơ luôn. Giấy đó, mình qua viên này cái là con dao nó ngọt lên hẳn rồi các bạn thấy không, so với nãy viên đá Trung Quốc. Giấy này nó hơi nhăn, nó hơi khó. Đây cái miếng này đi phần mũi nha, giữa nè, phần cuối nha. Giấy rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về những viên đá mài mà mình thấy chất lượng tạm ổn để các bạn sử dụng ha. Thì hai viên đá Nhật á, thì giá nó cũng muôn vàng đó các bạn, tùy theo nơi họ bán nữa, và đa phần nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 250 cho tới 600-700 viên. Còn đá Trung Quốc này á, thì cái viên 3.000-8.000 này nè, viên này thì mình mua được nó với giá là 100.000. Còn cái viên 5.000-10.000 này thì mình mua được nó với giá là 65.000, rất là rẻ so với
cái khả năng mà nó làm được thì mình thấy ok. À, nhưng mà mình cũng xin nhấn mạnh nha là nếu như mà trình độ của các bạn tốt á, trình độ mài á của các bạn tốt thì cứ lựa viên nào ăn thép mài mà ra thép nhiều mình xài thôi, tại vì tay các bạn đã điều tiết tốt rồi, cái đó không phải vấn đề. À, nhưng mà với những bạn mà các bạn chưa tự tin thực sự vô cái khả năng mài của mình thì mình khuyên các bạn nên chọn những viên không quá ăn thép, vừa phải thôi, nó vừa đủ, thứ nhất là bền đá, thứ hai nữa là nó sẽ đỡ hỏng cái con dao của chúng ta. Không phải các bạn cứ mài nó đi ầm ầm là ngon là sướng đâu, đúng sướng tay thiệt nhưng mà nó hỏng con dao. Mục đích các bạn mua viên đá về là để bảo dưỡng và duy trì con dao đúng không, nhưng mà cuối cùng các bạn mài hư con dao luôn là nó còn đâu còn đạt được mục đích nữa đâu, mà nó bị sai mục đích rồi. Clip cũng hơi dài rồi, mình xin phép kết thúc clip tại đây. Thì trong những clip tới về chủ đề đá mài này, có thể mình sẽ giới thiệu tới các bạn những viên đá tự nhiên của Nhật và những viên đá Nhật chính hãng ha, để các bạn có sự so sánh và có thể là mài bằng những con dao bếp siêu thép, các bạn có một cái sự so sánh rõ ràng nhất trong các viên đá và mình lựa chọn ha.